Ngoài kia tuyết rơi đầy, anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, Xin trong chào băng mọi người. giá tim em Bên tạm ngoài trời tuyết đang rơi nè. ơi. Đó. Đâu đây đám ta nu Thức buồn, dậy. mắt ai vươn Thật là lệ ngạc nhiên. than Nhìn ra ngoài sân. Trời thở, ơi, phủ lưu trắng chiếc xóa toàn là tuyết tranh không. cành Nghĩa là tối hôm qua ngu ngơ, tuyết khóc rơi thương mà mình đâu có ai biết. đời Đó, cho mọi người coi. Quá bơ trời vơ, tuyết luôn. không có anh vuốt ve đêm Trời, tội nghiệp mấy con chim ở ngoài. nay. Môi mắt Nó em còn kêu xanh chip 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 sao chip. hao cây, tuyết vẫn Trời lạnh rơi như vậy thì tụi đầy bay sẽ trú ở chỗ trên nào? Cây trên cây, cao đây có mấy sống con chim, có nó đang như đậu trên vô đây. tình Tuyết phủ đầy hết. qua đây. Thử coi mình có thể thấy được mấy con chim này không? Chắc cũng rất là khó thấy ha. Đó, có mấy con chim nó bay. Eo, eo, eo. Trời ơi, tội nghiệp vậy, trời lạnh như vậy tụi bay Buồn bay rồi ơi ta cánh khóc cống rồi thương cái bịch. thân mình, ván anh Mình thấy tuyết trắng tân xóa, thì phong giờ mình thử ha. xa Mình thử, lặng, đây là cái cống. nỗi cô Mình sẽ đơn thử mình xuống đau một cốc tuyết không xem như thế nào. Ok. đâu, Thấy nó trắng nhớ tinh đẹp thương quá. đau sợ Rồi. quá Mọi người vui lòng xem nha. màu. Ôi chà, đẹp quá. Một lần nữa coi sao. Ôi trời, nó dính cũng ngất à. Ôi Anh không thôi để mình bóc đến bên em chiều đi. nay. À. Ngoài kia Wow. tuyết Trời, mọi người biết không, rơi rơi, tuyết á, trong băng nó giá mịn còn tim hơn em mà mình tạm xay nước đá bào nữa. ơi. Wow. Đâu A đây lot. đám À. ta nu À. Oh, buồn, very cold. mắt Oh, ai quá lạnh luôn. vươn Đó, lệ cho mọi người coi nè. than Ok, bye bye. thở, lưu Ok, bye chiếc bye nha. trên cành ngu Đó, mình đã xúc được một ly đầy. Ôi trời, lạnh quá trời lạnh luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nha. Bây giờ mình thử ăn một miếng tuyết coi như thế nào. Tại thấy nó trắng tinh nè. Có lẽ nó rất là purified. xanh Hả? sao So, hao chắc có lẽ là không có bị cây, viêm nhiễm hoặc là bất tuyết cứ những vẫn cái mầm bệnh rơi pathogen gì đâu đầy ha. trên Pathogen. So, bây giờ mình ăn thử coi cây, sao nha. sống Ôi trời, đến có là lần đầu như tiên mình vô thử á. Coi tình sao nha mọi người. qua Hy vọng không sao. Trời ơi, nó đây. mịn, thiệt là mịn vậy La nè. la 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 Ôi, la soft. À, nó la mềm hơn nước đá bào nữa. Ok, tất nhiên là nó tasteless, nó không có vị gì hết, nhưng mà cái cảm giác đã lắm mọi người ơi. Ôi, nhưng mà mình không có dám thử nhiều. Ok, Ngoài vì kia lạnh và mình cũng ngại có tuyết mang mầm bệnh gì không, vân vân. rơi Tất nhiên là đầy, chắc là anh cũng không không đến nỗi đâu, đến tại vì nó bên khô như em vậy quá. chiều Mọi người, cảm nay. ơn mọi người. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim em ta tơi. Đâu đây đám ta nu buồn, mắt ai vươn lệ than thở, lũ chim trên cành ngu.